cuộc thi Miss World đã chính thức bỏ phần thi bikini, sau đó hoạt động ghi hình ngoài bãi biển là một trong những dịp hiếm hoi để các người đẹp khoe dáng. Hơn một tuần tham dự Miss World, Hoa hậu Tiểu Vy luôn giữ được vẻ rạng rỡ trong mỗi lần xuất hiện. Cô được khán giả kỳ vọng rất nhiều cho những thứ hạng cao tại Miss World 2018. Bức ảnh mới nhất hôm qua, ngày 17 tháng 11 cho thấy vòng eo thon thả, tay chân săn chắc và gọn gàng của Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy. Đây là một hoạt động ghi hình ngoài biển của Hoa hậu Thế giới năm 2018. Hoa hậu Tiểu Vy diện bikini hai mảnh, tự tin khoe cơ thể săn chắc, nóng bỏng. Hoa hậu Tiểu Vy còn nhận được nhiều lời khen về gương mặt sắc nét cộng thêm thân hình chuẩn và làn da khỏe khoắn. Bên cạnh đó, cô được đánh giá khá tương đồng với tiêu chuẩn vẻ đẹp của thế giới.